đừng tung hô chị Hằng thái quá, không sẽ hại đến chị và gia đình chị đấy các bạn ạ. Chúng ta phải hiểu rằng họa từ miệng mà ra, mà có khôn ngoan bằng giời đi chăng nữa thì cũng không thể nào bằng triều đình được đâu. Triều đình là tuyệt đối và triều đình là tuyệt đối đúng trong mọi hoàn cảnh, có phải không các bạn? Các bạn phải hiểu cái điều này. Nói gì thì nói, trong xã hội hiện tại chúng ta phải biết chúng ta là ai, vai trò trách nhiệm của chúng ta là cái gì trong xã hội này. Mình nói thật, kể cả là có nhiều tỷ đô đi chăng nữa, hàng chục hàng trăm tỷ đô đi chăng nữa cũng không thể nào bằng triều đình được. Triều đình vẫn là đúng đấy, nên nó rất là nguy hiểm, không thể nào phát ngôn bừa bãi được. Đặc biệt là chị Hằng được rất nhiều người mến mộ, yêu quý, thần tượng, cùng đi kèm với những cái tổ chức người ta chống phá, người ta cũng lợi dụng hình ảnh của chị Hằng, người ta làm này làm cái nọ là rất bình thường, rất nguy hiểm cho chị Hằng, nên tuyệt đối không được va chạm với triều đình. Mà mình rất mong chị Hằng và đội ngũ cố vấn của chị Hằng hiểu được cái điều này. Hôm trước thấy một số cái video chị nói là thật sự là đáng lo và rất là thương chị. Mong chị xem xét lại, cẩn thận lại chị ạ. Em thì rất cũng ngưỡng mộ chị thôi, đúng không em? Hiểu những cái nỗi buồn của chị, nhưng mà cũng phải vừa tiết chế lời nói chị ạ. Em mong muốn chị là một doanh nhân tốt, cống hiến cho xã hội, giúp đỡ được nhiều người nghèo hơn, thế thôi chị ạ. Em nghĩ như thế là tốt. Em chỉ là người ít tuổi, rất là mong muốn góp ý cho chị, có những gì không phải chị thông cảm cho em, rất mong chị thông cảm cho em. Đây là góc nhìn của em thôi chị Hằng ạ. Em không có ý gì cả, nhưng mà em thấy như vậy, em muốn góp ý cho chị, tránh những cái rủi ro cho chị thôi ạ. Chị ạ, đây là quan điểm của mình, rất là mong muốn mọi người đón nhận và góp ý.